Xin chào mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái làm sao đạt hiệu quả cao nhất nha. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người tất cả mọi thứ. Như ở trại mình với cách nuôi của mình thì một năm chim bồ câu gà Mỹ, chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái có thể đẻ từ 25 đến 30 lứa nha mọi người. Nó là thằng dòng siêu đẻ đấy. Vậy thì tại sao và làm thế nào mình có thể ghép cho nó đẻ được? Mình con này là chó cưng ở nhà mình các bạn, mà tên nó là Thu Luốc đấy. Đây, ra ăn kia chơi đi nha, chơi đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Đây, con này cũng là đệ tử của mình luôn các bạn, con này cũng là đệ tử của mình luôn này. Con này tên là Kem nha, con này là tên là Kem đó. Thì bọn này nó có một cái nhiệm vụ chính, có nghĩa là trong chuồng chim và bắt chuột ở trại mình luôn. Con này nó săn chuột ghê lắm mọi người, thấy một cái là nó săn ghê lắm. Đây là đệ tử chính của mình này. Con này là cực kỳ thích ăn kẹo, ăn kẹo đó. Đây là Kem, đệ tử của mình. Mình chỉ cần gọi một tiếng rồi là chạy đến đó mọi người. Rồi, đây là mình quay trở lại cái vấn đề đi, đó là tại sao mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ được, nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái mà đạt hiệu quả cao nhất. Thì đây cho mọi người thấy là cặp bồ câu Titan siêu thịt của Thái đang nuôi 4 con, đang nuôi 4 con nha này. Vậy thì bây giờ làm sao á mà mình có thể làm được câu chuyện này? Tại vì mỗi lần mà đẻ thì nó sẽ đẻ 2 trứng, như là cái cặp chim bồ câu bên cạnh như này, nó chỉ đẻ 2 trứng thôi. Nhưng mà hiện tại mình đang cho nuôi là 4 con như thế này. Thì mình phải có một cái cách gọi là cách ghép chim bồ câu nha. Đấy, mình dùng một cái thuật ngữ đó là ghép chim bồ câu để cho chim bồ câu bố mẹ nuôi. Ở trại mình á, là cho chim bồ câu ấp bằng máy ấp trứng nha mọi người nhé, máy ấp trứng công nghiệp luôn. Thì khi mà ở trại mình thì sẽ phân ra 50% cho chim bồ câu đẻ, 50% cho chim bồ câu nuôi. Và cái bọn đẻ thì chỉ có nhiệm vụ để đẻ thôi, không phải làm gì hết, chỉ ăn và đẻ, không phải nuôi con. Còn 50% còn lại á, vừa phải ăn, vừa phải đẻ và vừa phải nuôi con, làm gấp đôi nhiệm vụ. Và chính vì vậy khi mà mình cho chim bồ câu nuôi 3, nuôi 4, nuôi 5 thì cái dòng mà chỉ để đẻ thì khi mà nó không phải nuôi con, nó đẻ rất nhiều mọi người, đẻ liên tục luôn. Từ khoảng chục ngày là nó đã có thể đẻ lại rồi, chục ngày hơn, ít hơn tí là đẻ lại một lứa. Thì mọi người có thể tính là cái sản lượng nó tăng gấp đôi không? Một năm 12 tháng thì mọi người cứ nhân lên thử coi. Nên là mình tính nó trung bình đó là một năm của mình đó là 25 đến 30 lứa, nó là như vậy đó mọi người. Chứ đây là thực sự là cái hiệu quả kinh tế thực sự mình áp dụng ở trại nông dân làm giàu của mình luôn nha. Và chim bồ câu á, khi mà mọi người nuôi thì mọi người cũng phải lưu ý rằng nha, đối với cái rổ đẻ của con chim bồ câu Titan Thái thì nó sẽ nhỏ. Chính vì vậy khi mà mình nuôi 3, nuôi 4 á, thì đối với những cái con chim bồ câu á, thì mình có thể là bỏ thêm một cái rổ đẻ này, mình có thể bỏ thêm một cái rổ đẻ như thế này nhá. Đây, để cho con chim bồ câu nó nằm 2 con ở trên, 2 con ở dưới thì nó mới đạt được hiệu quả, và cũng như là nó có cái điều kiện thuận lợi để nó nuôi con chim bồ câu con nha. Đây, bọn này đang ấp này, bọn này là đang nuôi con mà đã đẻ lại, nha. Đây là mình quay video chân thực cho mọi người xem luôn á, đã đẻ lại này, đang nuôi con này nhá. Còn cặp này là đang đẻ này, đang dặn đẻ này. Con này là mới xuất chuồng luôn đó. Thì như là cái con ở bên kia đi, bên này đang nuôi 3 đi. Đây, mình sẽ đi vòng cho mọi người xem. Con gà Mỹ đang cho con ăn nha. Đây này, mình lấy ví dụ bọn này nữa đi, đang nuôi 3 này, và nó nuôi 2 con chim bồ câu Titan Thái và nó nuôi thêm một con bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm. Nhưng mọi người thấy không, bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm nó nhỉnh hơn này, nó nhỉnh hơn Titan Thái chút. Đấy, ví dụ là con này nó to quá thì mình để xuống dưới đi, mình sẽ để xuống dưới. Còn đây, mình sẽ đặt nó lên lại để cho mọi người xem cái độ to của nó so với những con khác. Đây mọi người thấy không? Và nuôi chim bồ câu á thì mọi người lưu ý rằng nó phải chất lượng, như nuôi là phải chất lượng như này thì mọi người hãy nuôi nha. Thì nhiều người nuôi chim bồ câu thì mình nghĩ rằng á, cái việc mà áp dụng cái cách nuôi hiệu quả thì mình nghĩ rằng không phải ai cũng biết đâu. Thì mọi người như nãy mình có nói, nếu mà nuôi 4 con thì mình sẽ để thêm một cái rổ ở bên dưới để có thể là chim bồ câu mình chia ra cho nó nằm. Cái thứ hai đó là con chim bồ câu mẹ khoảng hơn chục ngày thôi nó đẻ lại và nó có chỗ để nó đẻ, có chỗ để đẻ. Và khi đẻ xong thì mình lấy trứng vô liền, của máy ép trứng liền, chứ không thì có thể ở đầu này thì nó sẽ đạp vỡ trứng đó mọi người. Đây ở dưới thì đang nuôi 2 này, đây là nuôi 3 này. Đây mọi người thấy không? Nuôi 3 và chim bồ câu nó rất đẹp luôn. Đây mình cầm thử một con cho mọi người xem này. Đây nha, nuôi 3 nhưng mà chim bồ câu rất là đồng đều. Đấy, con này cực khủng không? Rất đẹp ha. Và chim bồ câu bố mẹ mọi người thấy không? Đó là mọi người nuôi chim bồ câu á, nó là cặp bố mẹ thì mọi người phải biết đó là cái khung, chỉ cần cái khung của nó đẹp là được nhé. Đây cho mọi người thấy không? Không cần to đùng, tại vì chim bồ câu mà càng to thì thường nó đẻ ít lắm mọi người. Đấy, ở trại mình á thì hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn trại chính của mình thì ở trên Đắk Lắk. Chim giống chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái thì rất là nhiều, và đài này đang chim bồ câu bố mẹ đang nuôi con hết nha mọi người. Thấy bài bản không? Còn cám á, mọi người cho ăn á thì mọi người cho ăn theo bữa thôi. Hết cám thì mình cũng đừng cho ăn nữa nha. Mình cho ăn theo bữa thì nó sẽ quen. Và nuôi con chim bồ câu thì để mà đạt được cái hiệu quả như mong muốn thì mình phải có cái cách nuôi. Thì nhiều người nuôi chim bồ câu thì chỉ đạt được cái số lượng một năm nó đẻ được khoảng 10 mấy 20 đến 20 lứa thôi là mình cũng đã thấy là ok rồi. Nhưng mà ở trại mình mọi người thấy không, cái hiệu quả nó tăng cao hơn rất là nhiều. Thì thành ra là nuôi con chim bồ câu mọi người mới có lời là vậy. Có nghĩa là con chim bồ câu ra ràng nó trong một thời điểm nó ra rất là nhiều. Và 50% cái số lượng chim bồ câu bố mẹ chỉ phải đẻ thôi, không phải nuôi con. Thì thành ra là nó cực kỳ sung sức luôn mọi người. Sung lắm. Nó chỉ phải đẻ và ăn thôi mà. Còn cái bọn nuôi này thì mình sẽ tuyển những con nuôi con cực kỳ khéo. Và nuôi con, nuôi 4, nuôi 5. Ở trại mình có những cặp nuôi 6 luôn mọi người. Mình có từng làm video cho mọi người xem nuôi 6 luôn. Nhưng mà đa số thì mình không cho nuôi 6. Tại vì nuôi 6 thường thường chim bồ câu bố mẹ nó sẽ kiệt sức. Mà mình sẽ nuôi nó không được lâu. Thì thành ra là ở trại mình khoảng nuôi 3, nuôi 4. Hoặc là có thời điểm nào mà trứng nở rộ, mình còn phụ thuộc vào cái lượng trứng nở rộ ở cái thời điểm đó nhé. Có thời điểm như là nếu mà trứng nở không nhiều thì mình sẽ vẫn cho nuôi 2. Nếu mà trứng nở nhiều thì cho nuôi 3. Và trứng nở rộ lần nữa thì cho nuôi 4. Còn nếu mà trứng nở lẻ tẻ thì mình có thể mình cho nuôi 1 vẫn bình thường, không có vấn đề gì nhé mọi người nha. Mình phụ thuộc vào cái số lượng trứng nở hôm đó nữa. Rồi hy vọng là mọi người sẽ biết về cái kinh nghiệm nuôi con chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái làm sao để ok nhất. 25 đến 30 lứa để ai thành công. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha.